anh em ơi. Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Như Khải anh em ơi. Và Như Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha. Ở video này thì Khải sẽ soi xét đồ đường môn lần đầu tiên đánh tống kim cho anh em xem. Chung thì ở trong trận tống kim này thì cung lôn vẫn là gọi là cái gì đó này, tại vì trận tống kim nó khá là đông, 140-150 mỗi bên. Nên là đường môn Khải chỉ cố gắng đi bất lẹ đánh cho vui nè. Và hôm nay đánh được 172 mạng thôi. Sớm 15k và liên chạm 21, anh em xem đồ nè. Đây, đồ đây. Đó, đầu tiên là cái nón lá nè, em thấy nón lá đẹp trai chưa? Đó, thấy nón lá đẹp trai chưa? Làm gì làm mình phải đẹp trai cái này nè. Đó. Đây, nón lá này, nón lá kim, sinh lực nỗ lực. Áo thổ dùng áo thổ không banh, thời gian trúng động và sinh lực nỗ lực. Và một cái nỏ này nỏ tống kim nè. Đó, cái nỏ này nỏ bơ cà tống kim nha. 4488. Nỏ này là hiện tại nếu mà nói đường môn thì nỏ này là nỏ 1 tống kim. Hiện tại khả năng dư một cái nỏ nữa nè. Đây. Nỏ này là nỏ nỏ 1 bơ cà ngòi nè. Đó, 20 31 94%. Đó. Cái nỏ bơ cà tống kim thì hiện tại nếu mà mang vào thì nó hơn khoảng 250 lực tây nha nè. Hơn 250 lực tây thì khả vào tống kim thì khả đánh nó sẽ ok hơn nè. À, tiếp tục là xem đem đường món khác này. Đôi giày thì trong 40 vẫn như cũ nè. Xếp đồ Khải thì vẫn như cũ cả. Khải chỉ thấy cái vũ khí thôi nè. Khải thấy vũ khí thôi. Nhóm như cũ nè. Trong 40 dòng 1 sinh lực và nội lực này. Kháng họ 2 này. Rồi đai lưng vẫn như cũ. Đó. Làm chậm. Thông pháp. Nhẫn làm chậm. Đó. Và ngập bội sinh lực và kháng lôi. Nói chung là xếp đồ này như xếp đồ cũ. Không khác gì luôn em ơi. Bàn tay này thì mang thêm bàn tay làm chậm thì Khải được 120 làm chậm. Cho nên mưa làm chậm. Chung mà đánh giao tranh khá ok nè. Giao tranh thì vô giấc mấy nhỏ đang khá là nhanh chết. Rất là nhanh chết luôn. Lên điểm mấy pha giao tranh lên điểm khá là nhanh. Đó. Nói chung này 80 chậm. Ngoài 120 chậm 80 chó nè. Thay con ngựa chiếu già thành con gì lên được 500 máu hay sao em. Ôi đón bông tiêu em ơi. Bông tiêu tầm này đâu ra mà có em. Chưa công thành mà có đâu ra bông tiêu nè. Đó. Sẽ đồ 120 làm chậm. Tại bây giờ thì chắc chắn anh em là nhiều anh em xem video này rồi, anh em sẽ bảo là tại sao đường môn không mang hồn thủ quân lý. Hiện tại sẽ không có đồ hồn thủ quân lý luôn anh em ơi. Hiện tại này, nếu mà có thì Khải sẽ cố gắng sắm nón 20 phòng thủ này. Rồi bao tay 20 phòng thủ này. Đó. Rồi đai lưng 20 phòng thủ đi. Thì Khải phòng thủ khá nhiều ok chưa. Và Khải sẽ thay vào cái chỗ này là ngập bội 540. Thì Khải sẽ được móc 80 làm chậm anh em. Đó, 80 làm chậm và 80 chó. Thì đánh ok thôi anh em. Vấn đề là server không có đồ phòng thủ nha anh em. Không có đồ phòng thủ luôn nha. Đó, không đồ phòng thủ luôn. Rồi ok chưa? Anh em xem video thì đừng quên ủng hộ video Khải này một like chia sẻ nè mọi người. Tại đây điểm của Khải này nè mọi người. Điểm Khải full rồi nè mọi người. Đó, lực tay 4k5. 4k5 luôn nè mọi người chưa? Cái này là có thiếu lâm nha, còn không có thiếu lâm thì khoảng tầm 4k2 mấy thôi nè. Đó 4k26 thôi. Còn Khải mang cái nỏ kia vào. Đây, Khải sẽ mang nó kia vào luôn, xong rồi đi đánh boss luôn. Thì nó sẽ giảm đi hơn 200 lực tay. Tại vì cái nỏ này lực tay nó thấp hơn nè. Nhưng mà được cái tốc độ nó được bơ cao bên ngoài. Đây, nhấn này. Nó sẽ mang vào. Đó, nó này nó bơ càng ngồi. Nói chung chơi đường môn thì phải ít nhất phải 3 nỏ nè. Một là nỏ tóc đánh bơ càng ngồi liên đấu này nọ. Hai là nỏ bơ càng tống kim. Và ba đó là nỏ hút nội lực để đi chăn. Tại vì nó rất là thốn mana nè. Hiện tại bây giờ như sẽ đồ Khải, Khải chỉ ưng lắm. Nó là lượng mana cũng khá là thấp. Như Khải chơi những server khác tầm này mana Khải ít nhất phải 800 nè. Ít nhất phải 800 đến 850. Mẹ tầm này thì đồ chưa có nè. Bao tay chưa có luôn nè, thấy chưa? Nếu mà sắm được bao tay làm chậm rồi cho lực này nọ thì nó là đẹp hơn. Đó. Rồi, anh em xem video cho Khải một like một hồ chơi nha anh em ơi. Và chúc anh em xem video vui vẻ nha.